Sau Tết Nguyên đán hàng năm thường là thời điểm thị trường lao động có sự biến động do một số người lao động chuyển đổi công việc hoặc là về quê nghỉ Tết rồi không trở lại doanh nghiệp làm việc. Tuy nhiên, tại tỉnh Hưng Yên, ngay từ những ngày đầu năm đã có trên 98% số người lao động đã trở lại làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp. Tỉnh cũng đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để thị trường lao động tiếp tục được ổn định. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, đến nay doanh nghiệp này đã có gần 300 lao động trở lại làm việc, đạt tỷ lệ gần 100%. Bên cạnh đảm bảo việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ đãi ngộ lao động hiện có để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, doanh nghiệp còn đang thực hiện tuyển dụng thêm gần 100 lao động mới. Kiến tuyển dụng bổ sung, trong đó thì khoảng 80% khối lượng lao động phổ thông là để mở rộng cái phần các line sản xuất có mức thu nhập khoảng 6 triệu rưỡi cho đến 9 triệu, thì 20% còn lại để nhằm bổ sung các nguồn lực còn thiếu của bộ phận khuôn và bộ phận logistics kho vận để nhằm mục tiêu là tối ưu hóa cái phần là cung ứng hàng ra ngoài thị trường. Cái nguồn lao động của tại Hưng Yên thì tương đối đồng đều và mặt bằng khá so với cả nước, hoàn toàn có thể đáp ứng được các cái yêu cầu của doanh nghiệp. Đây là phiên giao dịch việc làm vừa được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức tại thị xã Mỹ Hào, thu hút 10 doanh nghiệp tham gia với trên 300 lao động đăng ký tư vấn, giới thiệu việc làm bằng các hình thức phỏng vấn trực tiếp online, điện thoại. Sau phiên giao dịch, đã có trên 90 lao động được tuyển dụng. Công ty em đang cắt giảm nhân sự, thì em cũng nghỉ việc công ty cũ rồi. Thì sau vài ngày đi tìm kiếm thì em thấy nhiều công ty cũng đang tuyển dụng, cơ hội việc làm rất là nhiều và dễ ạ. Hầu như là đáp ứng được mức lương 90 triệu cho công nhân ạ. Có khá nhiều vị trí em thấy em cũng làm được. Tại em đang chọn 1-2 doanh nghiệp để nghiên cứu để làm việc. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhìn chung thị trường lao động ở tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và tìm việc của người lao động không tăng nhiều so với mọi năm. Phần lớn doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng việc làm ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, trong năm nay, thị trường lao động sẽ có những biến động nhất định do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số ngành nghề gặp nhiều khó khăn vì đơn hàng xuất khẩu giảm. Trong năm 2023, chúng tôi sẽ tổ chức khoảng trên 40 phiên giao dịch việc làm, tổ chức các cái phiên online, mở rộng cái giao diện kết nối, phạm vi kết nối giữa các tỉnh này đến tỉnh khác để giúp cho người lao động và người sử dụng lao động có nhiều sự lựa chọn hơn trong cái quá trình tuyển dụng lao động cũng như là đi lao động của mình. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 24.000 lao động, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 92%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 69%. Để đảm bảo ổn định thị trường lao động, bên cạnh việc hỗ trợ người lao động vượt khó, ở lại thị trường hoặc sớm trở lại thị trường, tỉnh và các ngành chức năng cũng cần thực hiện các giải pháp cấp bách để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giữ chân người lao động.